Em xin mến chào quý vị các bạn, rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo ngày hôm nay. Trước màn hình quý vị các bạn, em đang đứng ngay vị trí này, đó là khu vực của Bệnh viện Bình Dân ở Sài Gòn quý vị. Bệnh viện này nó nằm ở địa chỉ là 371 của đường Điện Biên Phủ, thuộc phường 4 quận 3 của thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Đây là những hình ảnh của đường Điện Biên Phủ quý vị. Con đường Điện Biên Phủ này nó là con đường một chiều. Bên kia là Bệnh viện Bình Dân, ngay vị trí này mé bên kia là cái cổng số 1. Ở cổng số 1 thì nó đối diện với cái bệnh viện mắt Phương Nam nè. Có cái cổng số 1 đó là cái cổng cấp cứu vậy, cổng đi vào khu vực cấp cứu, và đoạn này người ta gọi là cái khu vực gọi là khu C. Khu C là cái khu này là chuyên siêu âm nè, siêu âm, chụp X-quang, rồi CT, rồi chụp MRI, và cũng là cái khu mà tạm ứng tiền viện phí. Thì hiện tại Bệnh viện Bình Dân này họ đang cũng đang thi công ở bên kia, họ đang thi công để xây lên một cái tòa nhà cao tầng đó vị. Cho nên là bệnh viện bây giờ cũng hơi chật chội. Con đường Điện Biên Phủ thuộc khu vực trung tâm quận 3. Con đường này chắc cũng khá là đắt đỏ vậy. Giá thuê ở các mặt bằng ở đây chắc một tháng chắc là khoảng 1.000 đô. Ở đây có bán chuối nè, bán củ lan, khoai lang cho bệnh nhân, bánh mì. Ở đường này nó là một chiều, phía trước kia đó là một cái cầu vượt của Bệnh viện Bình Dân. Thì Bệnh viện Bình Dân này nó có hai bên vị, phía bên tay phải vị này là cổng số 1 và cổng số 2, còn bên tay trái vị là cổng số 3 và cổng số 4. Thì bên khu bên tay trái á, nó là cái khu công nghệ cao, là chuyên khám dịch vụ quý vị, chi phí cao hơn. Còn bên tay phải là cái khu mà khám bảo hiểm y tế. Bên đó là cổng số 3, số 4, khu công nghệ cao á. Và khu mà họ mổ rồi là bằng con robot, bằng robot ở bên đó. Sẽ chuyển bệnh nhân, nếu mà khi mổ á, robot ở bên đó thì sẽ chuyển bệnh nhân qua trên cầu vượt hồi nãy để đi qua khu bên đó vậy. Ngay vị trí này là cái cổng số 2 nè. Qua đây là cổng số 3. Khu vực bên kia là khám dịch vụ. Ngay chỗ này là cái cầu đi bộ bắc ngang qua con đường Điện Biên Phủ để mà lưu thông giữa hai bên. Nó khi mà bệnh nhân mà được mổ đồ bên kia, việc mổ bằng robot đồ là mổ bên đó, khu nghệ cao, thì sẽ được chuyển từ bên này để đi qua cái cầu vượt đó qua bên khu bên kia. Dọc đoạn này gần bệnh viện thì cũng có rất là nhiều những cái nhà thuốc, họ bán thuốc cũng như là dụng cụ y tế. Và đặc biệt con đường Điện Phủ này em thấy các cái cửa hàng bán âm thanh điện tử rồi vì loa rồi nhiều lắm ở trên con đường này. Bên cạnh đó thì gần với khu vực của bệnh viện, cho nên cũng có rất là nhiều những cái quán phở, quán bún, bánh canh, hủ tiếu cũng như là bánh mì, rồi các cái quán cơm vào buổi trưa. Ngay vị trí này có các cái quán cơm này, bún rồi phở này vị. Đây có quán phở Bắc Hải Hà Nội, phở bò với phở gà, 355 đường Điện Biên Phủ, ngay góc của con đường Vườn Chuối và con đường Điện Biên Phủ.
Vị trí này là vườn chuối này, bên tay phải vì là con đường vườn chuối, đồng thời cũng là cái hướng đi vào khu vực của chợ vườn chuối. Ở chỗ này có một cái bãi giữ xe ô tô cũng như là xe máy nè. Con đường này nó là con đường một chiều nên cảm giác nó cũng khá là chật chội vậy. Có bãi đất trống này để gửi xe. Khi quý vị di chuyển thẳng trên con đường Điện Phủ này nè thì sẽ tới giao nhau với đường Cách Mạng tháng 8 rồi đường Nguyễn Thượng Hiền. Thì trong video ngày hôm nay em xin mời quý vị sẽ dạo một vòng qua khu vực của đường Nguyễn Thượng Hiền cũng như là sẽ đi vào bên trong của khu chợ vườn chuối nha. Xem thử đường Nguyễn Hiền cũng như là khu chợ vườn chuối thuộc thành phố Hồ Chí Minh ngày nay như thế nào. Này là cái khu phố 3, khu phố văn hóa thuộc ở phường 4 này, phường 3. Đó là cái hẻm 335 đường Điện Phủ. Đi vào cái hẻm này quý vị cũng thể đi vào khu vực của chợ vườn chuối rồi. Buổi sáng thì cũng có bán bánh ướt rồi bún mọc Hà Nội rồi. Bán đồ ăn sáng. Bên kia có một cái xăng này. Chúng hình quý vị đó là một cái ngã tư. Ngã tư này là giao giữa con đường Điện Biên Phủ và con đường Nguyễn Thượng Hiền đấy vậy. Ngay góc ngã tư đường Điện Phủ và Nguyễn Thượng Hiền. Ở bên kia là đường Nguyễn Thượng Hiền các bạn, nhưng bên đó là một chiều rồi, không có thể di chuyển qua bên đó được. Vì có thể di chuyển qua phía bên này thôi, là mới là hai chiều. Đường Nguyễn Phủ cũng là bên đường một chiều và con đường Nguyễn Thượng Hiền mấy bên đó cũng một chiều. Ngay chỗ này có cái dòng chữ là phố ẩm thực nữa vị đường Nguyễn Thượng Hiền. Ở trước màn hình quý vị các bạn, đây là những hình ảnh của con đường Nguyễn Thượng Hiền thuộc phường 4 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Thì con đường Nguyễn Thượng Hiền này, đoạn bên này thì nó được gọi là cái khu phố ẩm thực quý vị.
Thì cái phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền này nó có chiều dài là 368 m, nó tính từ đường Điện Phủ đến đường Nguyễn Đình Chiểu. Là đoạn này em đang di chuyển nè, lúc nãy là ngồi đầu đường Điện Phủ rồi, đi lưu thông thẳng hướng này nữa về sẽ tới giao với con đường Nguyễn Đình Chiểu, là sẽ hết con đường ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền. Thì con đường này nó cũng mới được mệnh danh là khu phố ẩm thực từ ngày 21 tháng 12 năm 2002 vậy đó. Thì nó sẽ hoạt động vào ban đêm từ lúc 19 giờ đến ngày 23 giờ mỗi ngày. Nó mới cũng mới khai trương thôi, mới khai trương khu phố ẩm thực thôi ở cuối năm 2002 vừa rồi. Ở ban đêm thì nó cũng lên đèn, rồi cũng nhộn nhịp lắm, cũng đẹp. Giờ này em đi ban ngày. Các cái cửa hàng kinh doanh buôn bán hai bên rất là nhiều luôn. Đây có vịt quay, heo quay nè, heo sữa này, các loại nè. Cái vỉa hè trên con đường này nó cũng cũ kỹ và nó cũng khá là hẹp. Đây em phải đi xuống dưới lề đường vậy. Nó vỉa hè không còn nữa, không còn chỗ để mà đi nữa. Hai bên đường là nó có hai cái đường viền đấy vậy, để dành cho buổi tối sẽ hoạt động buôn bán ẩm thực ở vị trí này, ở phía dưới lề đường luôn. Ở đây có các món như là tàu hũ nè, ăn vặt nữa vậy. Thì đề án ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền này nó hiện chỉ triển khai ở khu vực phường 4 thôi. Nó nối hai tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu và Điện Biên Phủ. Đi thẳng nữa vì sẽ tới đường giao với con đường Nguyễn Đình Chiểu. Thì ở đây hai bên đường được kẻ cái vạch đó, rộng khoảng mét đó vậy, để bày bế bày cái bàn ghế rồi cho du khách có thể ngồi ăn uống trải nghiệm. Thì trên trên cái tuyến khu ẩm thực này thì nó có khoảng 92 địa điểm kinh doanh ăn uống, cùng với 51 cái cửa hàng buôn bán quần áo rồi giày dép làm đẹp các loại vậy. Thì vào buổi tối 19 giờ thì các quán được phép bày ba bàn ghế để bán đồ ăn thức uống này cho khách, rồi các quán cũng có thể tự trang bị cái ghế khi chưa được người giao. Và thực khách thì tới phố có thể gửi xe ở số 1 Nguyễn Thượng Hiền hoặc là bãi đậu xe ở cái khu vực chợ Vườn Chuối vậy. Đi thẳng nữa là ngay góc của đường Nguyễn Đình Chiểu và con đường Nguyễn Thượng Hiền á, là cái cổng chợ Vườn Chuối và có thể gửi xe ở đó. Ở ngay chỗ này có cơm tấm này. Vào quán cơm tấm này thử vị cơm tấm ghiền. Hai cơm tấm này. Tôm không? Cơm sườn. Hai hộp sườn miếng đem về. Vòng vòng dạ. Đi vòng vòng chơi mà. Đó, cơm tấm quán cơm tấm Ghiền này nó bán các món như là cơm sườn đấy vị, sườn sườn miếng nè, rồi
sườn miếng hoặc là gà, à, có cả gà nữa. Sườn miếng, sườn que, rồi gà nướng và ba loại. Em mua về là 33.000 một hộp vậy. 33.000 một hộp cơm sườn sườn miếng nướng. Có bánh mì rồi các loại. Kia có heo quay Tây Bắc. Đó, đây có các tiệm uống tóc rồi, salon tóc. Nói chung là hai bên đường vỉa hè thì không có chỗ rồi, không có chỗ đi luôn. Đường thì hẹp, cảm giác nó hơi chật chội vậy. Bánh tráng nướng trứng, cam vắt, trà tắc, cà phê, gà nướng, trà sữa nữa nè. Đó, những cái món ăn vặt. Ở phía trước quý vị kia là một cái đèn xanh đèn đỏ này, là giao vừa giữa ngã tư đường Nguyễn Thượng Hiền với con đường Nguyễn Đình Chiểu á. Có các cái phụ kiện điện thoại rồi nữa này quý vị. Ở đây có quán cơm gà ta nè, rồi cơm, rồi cháo nữa, cháo gỏi nữa. Cơm gà 35.000. Khu phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền được khai trương vào ngày 21 tháng 12 năm 2022. Và ngay vị trí này là Nguyễn Thượng Hiền giao với con đường Nguyễn Đình Chiểu này. Đó, tới ngay vị trí này là hết khu phố ẩm thực rồi. Đi thẳng qua bên kia nữa là quý vị có thể di chuyển hướng đi chợ Bến Thành. Đó, khu phố ẩm thực trên con đường Nguyễn Thượng Hiền này tính từ bên đầu đường Điện Biên Phủ qua bên đầu này là đường giao với đường Nguyễn Đình Chiểu. Có hai dòng chữ đây vị. Và ngay vị trí này là cái cổng đi vào khu vực chợ Vườn Chuối nè. Bây giờ mời quý vị cùng đi vào khu vực chợ Vườn Chuối tham quan thử như thế nào nha. Xem tiểu thương buôn bán kinh doanh như thế nào. Có con đường Nguyễn Đình Chiểu này nó cũng là đường một chiều quý vị. Ở phía trước vị có thể thấy được là đó là cái chữ chợ Vườn Chuối, cổng chợ ở chỗ này người ta gửi xe rồi nè. Rồi bây giờ mời quý vị đi vào bên trong chợ nha, khám phá thử người dân ở trong này kinh doanh buôn bán như thế nào. Thì ngôi chợ Vườn Chuối này em thấy cũng khá là rộng quý vị, khá là rộng rãi, buôn bán kinh doanh cũng rất là đa dạng các mặt hàng. Ở khu vực này đi vào thì các cái cửa hàng tạp hóa cũng nhỏ nhỏ thôi, mũ nón này, giày dép. Đó. Ở đây có bán bún nữa hả? Đó. Các cái quán bún nhỏ nhỏ nữa nè. Rồi các cái tiệm vàng, bạc. Tiệm bạc quý vị. Đó, bán đầy đủ đa dạng các loại mặt hàng hết. Tạp hóa nè, các quầy tạp hóa. Có trái cây. Đây là những hình ảnh của chợ Vườn Chuối thuộc phường 4 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Đó, chỗ này bán đồ vật dụng nhà bếp đồ quá trời luôn vậy. Đó. Các cái đồ nhựa nè, bàn ghế nhựa, chổi rồi, thau nhựa các loại.
Rồi rau củ quả nè, đi sâu vô đây nữa là khu vực bán đồ ăn, rau củ quả đồ. Có quần áo. Ở chợ này đi cũng mỏi luôn quý vị ơi. Thì không biết là khu chợ này lúc trước là nó bán chuối nhiều hay như nào, hay là nó khi xưa nó là một cái vườn chuối, người ta đặt tên nó là chợ vườn chuối vậy. Thì ở Sài Gòn cũng có nhiều tên được đặt tên cho xóm, như là chợ Bầu Sen nè, rồi chợ Cây Thị ở Bình Thạnh nè, chợ Vườn Lài, chợ Cây Gõ quận 6 nè. Khi không thể nhớ quên được cái chợ vườn chuối quận 3 này. Thì chợ vườn chuối thì nó thuộc xóm vườn chuối ngày xưa vậy, nó chạy dọc bên cạnh chợ là một con đường cùng tên dài khoảng 400 m. Có đem đang đi dọc đây là cũng là đi dọc với con đường vườn chuối. Lúc nãy em đi cũng có đi ngang qua đường vườn chuối cho vị xem đó. Ở đây thì người dân qua khu vực này là đa số bán trái cây nè vị. Thì khi nghe chợ vườn chuối thì cũng như nhiều người cũng nghĩ ở đây là bán chuối hoặc là khu gom chuối vậy, nhưng mà không phải như trong tưởng tượng như vậy. Thì nơi đây cũng là cái khu chợ cũng như bao khu chợ khác trong thành phố thôi, bán đầy đủ các mặt hàng nhu yếu phẩm, và tất nhiên thì có chuối nhưng không đến mức gọi là nhiều chuối. Thì đường vườn chuối nó cũng nhỏ nhưng mà đi được hai chiều. Đấy, nó thuộc khu vực cư xá Đô Thành. Thì từ xưa đến nay thì con đường này có nhiều nhà may, tiệm quần áo cũ, áo cưới, quán ăn nằm sát với nhau. Thì những người sống trong khu vực này cho biết xóm vườn chuối nằm trong khu tập trận. Người dân không ai dám khai khẩn làm gì, chỉ trồng chuối thành vườn rồi từ đó truyền tai nhau gọi tên là xóm vườn chuối. Thì vào năm 1955 thì chính quyền Sài Gòn dùng chính cái tên mà người dân hay gọi để đặt cho chợ và con đường vườn chuối ngày nay. Và đó là một số cái thông tin mà em tìm hiểu được. Và như vậy là lúc trước thì ở đây nó chỉ trồng chuối thành vườn các bạn, cho nên là đặt là chợ vườn chuối luôn. Thì ngồi chợ vườn chuối này cũng có một con đường mang tên vườn chuối. Con đường lúc đầu video em có đi cho quý vị xem. Qua đây bán dừa này, đậu khuôn đồ các loại. Tên chợ vườn chuối cũng nghe một cái tên rất là bình dị dân dã vậy ha, rất là thôn quê, rất thông quen, cũng rất là hay á. Bán gạo, bán thịt nè, khu vực đây. Theo. Rồi tôi xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã xem video nhé. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.